Hello, Lisa kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ sáu, 22 Tây tháng 9 năm 2017. Chương trình khai dân trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa mời quý vị nghe một bài nhạc, đó là bài nhạc mà Nước non khói lửa. Anh còn ước hẹn gì ở đời trai nữa hay không? Cho nên em phải ở nhà và ủng hộ anh để mà anh ra đi chống cộng. Anh ra đi chống cộng, anh ra đi ba sạch là anh để mà vấn đề là kêu bằng là gây dựng hạnh phúc ở tương lai. Cho nên nếu em ở nhà thì em đừng buồn nhé em ơi. Cho nên nước non khói lửa thì anh còn ước vọng gì đời trai. Mời quý vị và các bạn hãy nghe một bài nhạc, đó là Nếu ai có hỏi nha. Chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Đã tới đúng 8 giờ rồi.
cho các bạn nghe nhạc 5 phút thôi. Bây giờ chúng ta trở lại bản tin đầu tiên ngày hôm nay. Chị Lisa ơi, bà quả ba sạch đã đốt rủi doanh nghiệp nhà xe gara ô tô Quấn Thành ở Đà Nẵng chị ạ. À, thằng này nó cũng là bưng bô, cũng là đại gia đại du để mà làm ăn dữ lắm, hách dịch lắm chị ơi. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2017, một kinh doanh gara xe ô tô Quấn Thành ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã bị bà quả đến viếng thăm và phát quà lửa làm cho garage bị bùng phát và cháy lên dữ dội. Kèm theo khói mù mịt do chất cháy là sơn và thùng xốp trong garage, nên ngoài khói bụi còn có khí độc rất là nguy hiểm đang lan tỏa ra khắp nơi. Những tin báo lũ đầu bò phòng cháy, chữa cháy, phải cháy cho cháy, thành phố Đà Nẵng đã huy động 7 xe chữa cháy cùng khoảng 40 thằng cán bộ đến hiện trường để tìm cách dập lửa. Đến gần 2 tiếng đồng hồ sau, bà quả mới bỏ đi. Toàn bộ thiết bị tài sản của gara đã bị ngọn lửa thiêu rụi và gây hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lũ đầu bò điều tra hì hạch. Em xì cho chị một cái tin nữa. Thằng chó đẻ này cũng là một thằng bưng bô cho đảng Đĩ Cộng sản Việt Nam. Lúc nào nó cũng ca ngợi đảng Đĩ để mà nó được làm ăn. Nó là một đại gia ở Đà Nẵng. Gara nó rất là lớn chị ạ. À, nó sợ quê mặt với cả hàng xóm, cho nên nó nói với cơ quan điều tra nói rằng là do chập điện. Thì cứ mình coi như vậy đi chị nhé, coi như là chập điện đi. Ừ đúng rồi, nó chập điện đó. Nó sợ, trời ơi, cái này nó sợ rồi đó. Nó sợ là những đây là kêu bằng là nói là những đây là kêu bằng là ba sạch, là luyện xăng, là thảy đồ kia vô để mà đốt cháy, cho nên giờ nó điều tra là nó bị điện chập. Ừ đúng rồi, tất cả lũ đầu bò ở tại Việt Nam của tôi bay cứ việc điều tra bị điện chập cho tao, bị quả quản là do điện cho tao. Tất cả những hãng xưởng là đều do điện hết trơn. Ghét mẹ tôi bay, đồ khốn nạn nha. Đó, các bạn coi đi, nó cháy gara. Bây giờ nó mắc cỡ rồi đó. Nó thấy các em những đây là kêu bằng là âm thầm luyện xăng được kêu đốt cháy. Giờ nó cho bộ nó lấy điện chập rồi đó. Kệ mẹ nó, cho nó điều tra điện chập đi. Còn tốt nữa, điều tra điện chập thôi nghe. Mà con chó nào mà tìm cách mà móc môi ra, mà coi mà những đây là kêu bằng là tìm ra những đây là những người mà những đây là kêu bằng là phá, là tao bay chết mẹ tao bay với tao. Đồ khốn nạn. Chị ơi là chị, ngày 22 tháng 9 2017, xe máy tự nhiên đang chạy, nó bốc cháy thành than ở trên đường Hà Nội. Trời ơi là trời, xe máy airbag chị ơi, đang đi trên đường vành đai 2 Nhật Tân Cầu Giấy ở tại Hà Nội thì bất ngờ cháy ngùn ngụt chị ơi. Người bị cháy bị đứt đoạn luôn chị à. Sự việc xảy ra ghê lắm chị ơi. Bị đứt luôn nha các em. Ở tại Hà Nội cháy. Tao nó bay mua xe của thằng Tàu cộng đi rồi tao bay chết. Đó, xe đẹp ghê không? Chị ơi là chị, rồi tiếp tục cháy nữa chị ơi. Xe ô tô kéo xe, vấn đề là kêu bằng là máy bốc cháy thành than. Vụ tai nạn ở ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, chiếc xe ô tô đã đâm vào xe máy kéo gần 100 mét và bốc cháy, người bị đứt ra làm phân nửa luôn chị. Ở trong cái đảng Đĩ xã hội Cộng sản Việt Nam thì nó như vậy đó, cho các em biết như vậy đó. Phải không? Cháy mẹ nó banh hết trơn. Ai ngục mới mua xe ở tại Việt Nam? Thở đề na chiếc xe vấn đề là trị giá há gấp 3 lần ở bên Mỹ. Ngày xưa chị trả chiếc Mercedes chỉ có 70.000 SL thôi, mà bây giờ đó là một cái chiếc Mercedes mà 70.000 ở bên Mỹ này, qua Việt Nam các em mua đó là phải 200.000 đô. Vậy mà ở Việt Nam không biết ai ngục ngu đi mua xe để làm gì. Gặp chị là chị không có mua nha. Yeah, chị không bao giờ chị mua hết trơn. Chị ơi chị, ngày 22 tháng 9 2017, cá nuôi lồng bè ở cả nước đã thi nhau lăn đùng ra chết vì nhiễm độc trầm trọng. Bây giờ nó lây lan ra tới tận đảo Phú Quý luôn chị ơi. Theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực của tỉnh Bình Thuận thì vào ngày 11, 14 và 17 tháng 9 đã có gần 8.300 con cá nuôi ở trong lồng bè, chủ yếu là các lồng nuôi gần bờ của người dân
Việt Nam ở khu vực Lạch Dù, xã Tam Thanh bị nhiễm độc, ngã lăn ra chết hết trội rồi chị. Tính trung bình, mỗi một con cân nặng từ 2-3kg thì ước lượng hơn 8.300 con cá này chết. Người dân trung bình đã mất đi ít nhất là 16 tấn cá bị nhiễm độc chết chị ơi. Chị ơi, lại thêm 73 học sinh nội trú bị ngộ độc phải nhập viện ở tại Lào Cai đó chị. Theo cơ quan chức năng huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, giáp danh với thằng Tàu Cộng, đã làm cho mọi người bị thuốc độc chết. Chúng đã tuyển dụng những con mụ là người Tàu Cộng vào nấu ăn cho học sinh, cho nên mà hậu quả là 73 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hậu Thầu. Sau khi ăn cơm chiều của bếp ăn tại trường vào ngày 21 tháng 9 2017 thì hơn 73 học sinh đã có dấu hiệu ngộ độc thức ăn với các triệu chứng đau đầu, tiêu chảy, nôn mửa, rối loạn tiêu hóa và phải đưa các em đến bệnh viện đa khoa huyện Sapa để mà khám cấp cứu, để mà điều trị đó chị. Mấy cái màu giờ dọc biên giới đó, tình báo qua Nam tôi bay cài người qua để mà vút thuốc cho nó chết mẹ hết đi. Bởi vì tuổi trẻ ở những cái dân tộc này nó đâu cần phải sống nữa. Tôi bay sát nhập nước Việt Nam rồi thì tôi bay thanh trừng mẹ nó đi. Lisa kêu là bãi khóa không có đóng tiền cho con em mình đi học. Bây giờ thời đại văn minh lên trên mạng internet cho nó học ở trên internet này. Ngay cả cô giáo ở tại Việt Nam bây giờ người ta cũng la làng. Người ta nói lịch sử nó dạy không có trung thực thì các bạn biết rồi, dạy láo dạy sượt không. Bây giờ đó cái lũ đầu bò đảng cộng sản nó còn cài những cái người giàu giáo bộ làm cho Google rồi gỡ những cái trang web mà người ta viết sự thật bên đây. Bây giờ đang chuẩn bị một cái làn sóng để mà kiện ở bên đây. Cho nên tao báo cho cái lũ đảng đĩ tụi bay đừng có chơi cái màn mất dạy. Nha. Cho nên những người bên hải ngoại này người ta viết những cái sự thật người ta đưa lên Google từ từ nó gỡ ra. Chẳng hạn như là tội ác thằng hồ chó đẻ nó gỡ mẹ nó ra hết. Nó không cho đọc nữa. Bây giờ nó sợ luôn cả du học sinh hàng năm đi qua bên Mỹ bao nhiêu người. Bao nhiêu triệu người, bao nhiêu ngàn người, nó sợ đọc được. Ở trong nước thì nó chặn hoàn toàn. Nhưng mà người dân ở trong nước thông minh lắm. Con dân Việt Nam, con hồng cháu lạc thông minh đã vượt tường lửa để mà coi. Cho nên bây giờ nó cài những cái con chó mà những đây là bưng bô cho đảng đĩ. Những con chó nào mà tôi bay những đây là giỏi về tin học, tôi bay được Google nhận vô, mà tôi bay âm thầm, tôi bay nghe lời đảng đĩ, tôi bay gỡ ra. Đụng tới tao là tao đập đầu, tôi bay chết con gái mẹ tôi bay. Tên Lisa Phạm mà lên Google mà gõ tên Lisa Phạm mà tất cả những chương trình khai dân trí của tao mà tao bay gỡ ra là tao quá đầu chết mẹ tao bay. Tao coi thằng chó đẻ nào mà những đây là theo đảng đĩ mà ở trong Google. Cho tao bay bỏ tao coi mất dạy. Đồ khốn nạn, đồ xúc, đồ trâu bò. Nghe không? Chị Lisa ơi, chuyện vui nhưng có thật. Công ty Cân Nhân quà báo mất trộm 8 tỷ rưỡi đồng. Nên không có tiền trả cho công nhân chị ơi. Lũ đầu bò công an Thủ Đức và lãnh đạo công ty đã ăn chia gần chục tỷ đồng tiền trả cho công nhân rồi diễn màn kịch đổ thừa là mất trộm. Sáng 20 tháng 9 2017, công ty Cân Nhân Hòa đã trình báo công an Thủ Đức về việc doanh nghiệp này vừa bị mất trộm 8 tỷ rưỡi đồng. Đây là khoản tiền dự tính chi trả lương cho công nhân của công ty. Ngay lập tức màn kịch được diễn ra ngay, công an quận Thủ Đức đã vào cuộc để mà phối hợp, để mà khám nghiệm hiện trường và nhanh chóng kết luận theo camera an ninh ở tại đây ghi nhận. Lúc hơn 2 giờ có một nhóm người đi bốn chân đã đi vào và đội nón. Cái này chắc bốn chân thuộc về chó bẹt rê nè. Không đội nón hay đeo khẩu trang leo lên tầng 1 công ty gần 2 giờ. Sau chúng cùng theo những túi sách đi sát tường rào bên trái tòa nhà rồi thoát ra quốc lộ 13. Phải nói đây là một chuyện hài có thật. Camera ghi hình mà không bắt được người nào cả chị ơi. Một công ty to khủng quả bố như vậy mà có 1.000 công nhân mà camera gắn túc trực 24/24 mà lại để cho kẻ trộm đi vào rồi camera quay được tung hoành 2 tiếng đồng hồ rồi ung dung cầm 9 tỷ đồng để mà chạy ra ngoài chị ơi. Công ty Cân Nhân Hòa báo mất trộm 8 tỷ rưỡi. Công ty này nằm ở quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức đã trình báo công an đó chị. Tụi bay diễn kịch dở quá, tao dạy hoài mà chắc là tại vì đảng đĩ nó la quá cho nên mẹ nó ra ngục. Thay vì 8 tỷ đó người ta lấy ra đó người ta để chừng 500 triệu thôi. Rồi cái ba cái tiền mà giấy tiền vàng mã mua ở ngoài chợ mẹ nó ra vấn đề là kêu bằng kim biên nó thiếu mẹ gì.
bắt đầu là về giả bộ để trong bao tải kịnh như vậy để cho nó hợp lý một chút đi, rồi cái giả bộ phóng quả lên cho nó cháy xém vậy đi. Đó, rồi bắt đầu là chứ mẹ tạo dừng ăn trộm cái kiểu gì mà đi bốn chân hai thằng ăn trộm mà nhìn thấy bốn cái chân không thấy mặt mẹ gì trơn. Tụi bay chỉnh cái camera cái kiểu gì vậy, cái kiểu má tụi bay, tao gõ một bà ta chết mẹ. Bây giờ thằng công an mày nắp đầu cái thằng giám đốc này lớp ba trường làng, trời đất quỷ thần ơi là trời. Tỏ đây nay các bạn coi coi gắn camera mà giả mang chỉ nhìn bốn cái chân của những tên trộm đi vào để lấy tiền thôi mà không có quay cái mặt, vậy tụi bay gắn camera theo dõi làm gì? Rồi bắt đầu là bây giờ báo công an tới đường sau công an cho lúc đầu là kêu bằng là xác nhận là qua theo dõi camera an ninh đã nhìn thấy bốn cái chân giống y như chó bẹt lê nó chạy vô để nó lấy 9 tỷ đồng. Mà tiền này là tiền trả cho công nhân đó. Trời ơi chị ơi chị, trời ơi nó đăng lên trên tờ báo ai cũng cười sặc sủa con. Chị ơi là chị, trời ơi là trời, chuyện hài ở tại đảng đỉ ở trong xã hội chị ơi. Thở đề nay hai thằng ăn trộm vào mà trong khi đó camera an ninh thì chỉ quay được có bốn cái chân y như là chó bẹt lê đi ăn trộm vậy chị ơi. Không thấy mặt mày, không biết gì hết, chỉ nhìn thấy bốn cái chân thôi. Cái công ty này nè, tụi bay gắn camera kiểu gì mà sao nhìn thấy cái chân không vậy? Lần sau tao hiến kế cho là tụi bay quay ngay căn bắt hồ của những thằng ăn trộm cho tao. Tức là nó đi vô đó mà tụi bay quay cái chân đó là ở bên Mỹ này, tụi bay chết mẹ tụi bay. Bởi vì nó nhìn cái bàn chân á, đôi dài là nó nhìn nó đo theo cái kiểu đôi dài nó cũng tìm ra được nữa. Cho nên tụi bay chiếu camera mà ngay căn bắt hồ của nó đó là kể như không bao giờ phát hiện được. Bởi vì nó mặc quần bích chịch vậy rồi tụi bay có thấy được bắt hồ nó không? Cho nên tao chỉ cho... Tao chỉ cho biết không, chứ đừng có khai báo mất cái kiểu mà như vậy. Nghe tao hiến kế đi, gian thì phải có ngoan một chút. Tụi bay làm như vậy nó trắng trợn quá, vậy ai mà tính? Rồi kêu công an lại, tưởng sao công an đầu bò tới. Bình thường thì điều tra hay lắm, ba cái tội mà phản động nó trốn ở hang cùng ngõ hẻm nào cũng điều tra ra mẹ hết trơn. Mà cả một cái công ty mà vấn đề là có camera theo dõi thấy bốn cái chân của vấn đề là hai thằng ăn trộm vô như vậy đó, mà bây giờ không biết mặt mày nó đâu, chỉ thấy bốn cái chân thôi à. Trời đất quỷ thần yêu là trời, ta không biết gắn cái camera kiểu gì ta cũng không hiểu đó. Các bạn thấy không, ở trong cái thiên đường mà xã hội chủ nghĩa, ở trong một cái chế độ mà các bạn đang sống nó là như vậy đó. Đó. Rồi bây giờ đùng ra là tiền này là tiền chi trả cho công nhân, bây giờ bị lấy mẹ hết rồi. Mà hãy ăn trộm lấy rồi thì để từ từ công an nó điều tra ra tên ăn trộm này. Cho nên công nhân cứ việc ngoan ngoãn như một bầy cừu hoặc là như một bầy bò mà ngồi đó, hoặc là như con trâu mà cứ việc kéo cài cho công ty đi. Rồi đợi chừng nào công an tìm ra thủ phạm rồi lúc đó trả lương lại hết. Cho nên bây giờ tạm thời lương 3 tháng của các công nhân thì bây giờ là ngưng. Đi về nhà đó là đào lỗ lên để mà những này là lấy tiền ra. Thấy không? Để lấy tiền ra xài hoặc là bán đất bán nhà xài đi. Ai chứ cái người Việt Nam mình khôn lắm, nghe nó nói vậy cái sợ bắt đầu là trời ơi, công an Việt Nam hay lắm, nó điều tra cũng phải ra thôi à. Bắt đầu nó tung cái tin như vậy rồi cái bắt đầu là công nhân ở trong tổng gần ngàn người xôn xao. Trời ơi sao hay quá ha, thằng ăn trộm gì mà nó vô ghê thiệt đó. Trời ơi nó hay lắm, nó đi ha, bốn cái chân không kìa, camera nhìn thấy bốn cái chân không, trời nó hay thiệt á. Tôi nói trời ơi, nghe nó bây giờ ăn trộm nó giống thằng Hồ Chí Minh đó, nó không có thèm đi bốn chân nữa, mai mốt là nó độn thổ vô đó. Thời gian chị ở Việt Nam người ta đồn, nói trời ơi, bà chú xứ bà linh lắm nha. Rồi cái bắt đầu là thằng con cháu của vấn đề thằng già hồ nó vô thần, nó nói điệt mẹ nó linh cái gì, tối nay tao đi vào để tao lấy coi coi ai làm gì tao. Mẹ tối lại nó đột nhập vô nó lột dây chuyền của bà chú xứ, nó về nó bán, nó ngồi nó ăn nhậu. Người ta hỏi nó chứ, ủa trời trời tại sao mà anh ghê vậy, nghe nói bà chú xứ bà linh lắm mà tại sao mà vô trong anh lấy được vậy. Nó nói người cộng sản tôi hay lắm, tức là vô trong đó rồi đó là chuối cái đầu xuống đi bằng hai cái chân không à, cho nên nó đi bằng hai cái tay, hai cái chân nó ngược lên như vậy đó. Cho nên bà chú xứ đó bà ngu hơn tụi tôi nhiều, cho nên bà tìm cái đầu để bà bẻ đâu có được, bởi vì hai cái chân của tôi đi lên ra mà tôi kẹp hai cái chân vô cái cổ bà, tôi lấy cọng dây chuyền ra bằng hai cái chân, rồi bắt đầu là từ từ tôi lấy hai cái tay đó là bắt đầu là tôi đi từ trên núi đó mà tôi đi bằng hai tay xuống chân núi, cho nên bà tìm cái đầu tôi bà bẻ đâu có được, bởi vì cái đầu của tôi là tôi đi bằng hai chân, tôi chuối cái đầu xuống, cho nên tôi đi vô trong trỏng rồi là tôi mẹ nó ra tôi chuối xuống giống như là tề thiên đại thánh.
Cho nên là tôi đi bằng hai cái tay, cho nên hai cái chân của tôi kẹp vào cái cổ bả, tôi lấy dây chuyền ra, cho nên bắt tìm cái cổ tôi bả bẻ đâu được. Trời ơi, mấy con mẹ miệt quê nó nói trời ơi, người cán bộ hay quá trời ha. Nhưng mà ủa sao cái bụng của anh bự y như thằng Nguyễn Trọng Nghĩa vậy mà sao đi được? Trời ơi, cái bụng ăn đủ mẹ nước lèo không mà sao mà đi lên chợ này giúp đây là chuối được, ta đi được mà. Không có gì là khó, chỉ sợ lòng không bờ đào núi hay lấp biển vẫn chí vẫn làm nên mà. Chị Lisa ơi, chị vừa tụng kinh xong thì quả long chưa kịp thi hành nhiệm vụ thì quả thần đã tranh công cho thiêu rụi một garage của một thằng đầu bò ở Đà Nẵng bưng bô đó chị. Thấy thương luôn chị ơi. Chị ơi, garage của ô của thằng Quốc Thành ở số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đó chị. Cái tên đường lấy 30 tháng 4 là cái ngày ăn cướp là cũng thấy ghét rồi, cho nên bà quả tới là vừa. Khỏi cần phải nói nhiều. Chị ơi, chị, chủ tịch xã bị đánh vỡ đầu ở ngay trụ sở của ủy ban, báo Tuổi Trẻ đăng luôn đó chị. Trời ơi, người nhà cô gái đó chị ơi, bỏ tật. Đập cho nó bể đầu luôn đi, lần sau đừng đập bể đầu nữa. Lần sau đập cho chết luôn chứ đừng đập cho bể đầu. Trời ơi, chị ơi, nó cho ăn cái đồ gì mà bây giờ mấy con heo con nó cắn với nhau, lợn con nó cắn với nhau y như là người điên vậy đó chị ơi. Dữ ghê không? Chí mén vậy đó. Đó, mới có chút xíu vậy mà cắn nhau ghê gớm không? Trời ơi, tới đi. Ừ, cắn cho trụng đuôi mẹ nó chân đi. Ừ, đó, ăn đồ của thằng Tàu mai mốt cũng vậy đó. Mai mốt học sinh ở Việt Nam cũng vậy. Nó mới vô lớp 1, lớp mầm, lớp trời là ôm nhau cắn vậy đó. Để cho nó vui chứ không có mẹ gì chứ. Trời ơi, đẹp ghê không? Trời ơi, trời dữ ghê không? Trời ơi, máu lửa ghê không? Đúng rồi đó. Cắn nhau thật lâu. Vui mà. Trời ơi là trời. Đè nhau vậy đó. Chị Lisa ơi, chị Lisa, Bộ Công Thương đã cắt thẳng thắn 675 thằng khốn nạn và những cơ sở kinh doanh rồi kìa chị ơi. Nó trở cho lại thành đồ đá mà. Những cơ quan kinh doanh là nó như vậy đó. Em yên tâm đi. Các em yên tâm đi. Nó sẽ như vậy đó. Chị ơi, trái lớn lắm nha chị. Nghe chị ơi là chị. Em nhìn thấy sợ luôn đó chị ơi chị. Bây giờ đường xá ở Việt Nam sống bất an lắm chị ơi. Tất cả đều bất an hết nha chị Lisa. Cứ gửi tin tức cho chị như vậy. Đẹp ghê không? Cứ tiếp tục cho chị. Cứ làm cho cháy lên như vậy đó cho chị. Xe cộ được kêu đốt hết cho chị. Cho biết thế nào là lễ độ. Lisa ơi Lisa, tôi báo cho Lisa một tin. Thằng Trọng Lú và phe thân Tàu Cộng nó cười nhếch mép. Nó nói rằng là Hoa Kỳ ra cái đạo luật để mà tịch thu tài sản. Tụi nó cười và nó chửi những lũ nào mà đi theo Mỹ hoặc là phản lại đảng, đi qua Mỹ mua nhà thì nó nói là dừa cho chết luôn. Bởi vậy mà cho nên Mỹ mà ra cái luật để mà tịch thu tài sản hoặc cấp những thằng đảng cộng sản đi qua bên đó thì tụi thân Tàu nó cười, những thằng thân Tàu thì nó chửi, nó nói còn lâu nó mới đi qua bên Mỹ để hội họp. Cho nên những phe phân Mỹ bây giờ ai nấy cũng đều co ro hết trơn. Phe Tàu nó chửi ghê lắm chị ơi. Chị Lisa ơi, dựng cổng làng tên Vạn Hạnh mà để chữ Tàu Cộng luôn nữa kìa chị. Nó thử dân tộc Việt Nam coi sao đó. Nếu dân tộc Việt Nam mà im ru luôn, bà rù luôn thì trong tương lai là nó sẽ sát nhập chứ sao. Cái này là nó thử đó. Đây nè các bạn thấy không đó. Vạn Hạnh Trung Quốc đó. Các bạn thấy không, nó thử làm Việt Nam coi như thế nào. Chứ có mẹ gì đâu. Đây là cái chiêu mày gọi là vấn đề là kêu bằng là đuổi bò dọ đường mà. Làng Vạn Hạnh Trung Quốc đó. Đó. Vậy thôi. Cái chiêu mà thằng Tàu nó đi là như vậy đó. Chứ đâu có mẹ gì. Nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, ở tại trường ở miền Nam California đã phản bác lại phe của thằng chó đẻ Nguyễn Phú Trọng.
Người ta nói rằng thằng Nguyễn Xuân Anh là bí thư Đà Nẵng đã từng học ở bên Cali và có bằng cử nhân ở tại trường của họ, không có vụ bằng giả. Cho nên vụ ông Nguyễn Xuân Anh, đại học Mỹ, đòi danh dự kìa chị ơi. Trong khi đó phe của thằng Trọng Lũ thì bây giờ Nguyễn Thiện Nhân cũng như là Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng đây là kêu bằng là xài bằng giả thì bây giờ nó đều tịch thu, nó đều giấu hết chị ơi. Chết mẹ tôi bây chưa. Chị ơi, em gửi thêm tin cho chị, thuốc giả có thể xảy ra tại Việt Nam nha chị, do thằng Nga nó sản xuất. Chị nhớ chú ý tin số 1 là tin đảng địa, tin số 2 có thể bỏ qua, nhưng tin số 1 là bằng cấp nó thanh trần lẫn nhau, chị phải nói nha chị. Chính trị là nó như vậy đó. Bắt đầu Mỹ nó sẽ đi vào nha. Chị ơi, chị kêu gọi anh em làm việc hoạt động đốt sạch những cây xăng và đồn an ninh của công an ở Trung ương Đảng Cộng sản nha chị. Địa chỉ là 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Nguyên khu hết toàn bộ 800 triệu mét vuông. Thằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 74 tuổi, nó sinh năm 1944. Chúng tập trung hay là hội họp thường xuyên ở địa chỉ 1A Hùng Vương ở tại Ba Đình, Hà Nội đó chị à. Em ở ngoài Hà Nội em cũng nhấn đây là làm sao mà vô đó được. Chúng ta chuẩn bị đi. Chị ơi, bên Việt Nam bắt đầu nó tăng thuế tiền điện lên kinh khủng luôn. Nhà em bên Việt Nam gửi sang cho em thấy tất cả những cái bill bình thường nhà em trả chỉ có khoảng 300 mấy, bây giờ nó lên 600 mấy chục ngàn một tháng. Thì nó biết rồi. Chị ơi, cô giáo Xuân Mai đã lên tiếng nói rằng phải dạy sự thật, lịch sử đúng sự thật kìa chị. Một cái người Mỹ ở bên đây đó, mà du học sinh qua bên đây đó, nó vô nó kể cho Lisa nghe nó cười. Cái thằng du học sinh nó ở trong đảng địa, nó bị nhòi sọ, nó qua đây nó hỏi mày biết cái đất nước của tao đó là do người này không? Cái nó, thằng Mỹ nó nhìn nó hỏi ai? Nó nói Hồ Chí Minh. Thằng Mỹ nó nói Hồ Chí Minh là thằng China, là thằng Tàu. Thằng này bắt đầu nó ngồi, nó bắt đầu nó la làng lên, tại vì nó học ở trong đảng địa, cứ nói Hồ Chí Minh là người Việt Nam không, nó cãi. Tới chừng thằng Mỹ nó đưa hết hồ sơ ra, thằng này cúi mặt xuống, tao nói đau đớn vô cùng luôn. Bởi vậy một người ở tại Mỹ mà người ta biết rõ ràng hơn là những người ở tại Việt Nam. Thậm chí cây cờ đỏ sao vàng là cây cờ của tỉnh Phúc Kiến, là cây cờ mà do thằng Hồ Chí Minh nó đem vào Việt Nam. Cho nên các em mà cuồng hồ cuồng đảng cứ mở miệng ra tao là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam, tôi yêu đất nước Việt Nam, mà rốt cuộc rồi ngu sủng phải dứt. Cho nên thật sự ra nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thì nó trở thành phá hoại. Các em bị đảng nhồi sọ, tất cả những người ở Việt Nam bị nhồi sọ, cho nên cứ việc nghĩ rằng mình yêu đất nước là mình phải chống lại, mình phải chửi lại tổ tiên, chửi lại cờ vàng, nhưng mà không ngờ mình chửi tính tổ tiên ông bà của mình. Bà trưng phất ngọn cờ vàng, đạp dòng sóng dữ để đánh tan quân Tàu. Cờ vàng của Việt Nam từ triều đại mà khai thiên lập địa đất nước Việt Nam, các em vào Google hoặc các em vào lịch sử các em coi qua từng thời đại có cái nền cờ màu vàng là phải cờ Việt Nam, mà các em đi chửi cờ vàng. Có nhiều em lên nói tao yêu nước Việt Nam mà đi chửi cờ vàng, rồi tôn thờ cái cờ đỏ của tỉnh Phúc Kiến. Thôi tôn thờ luôn cờ của thằng Tàu Cộng luôn đi. Chị ơi chị, năm nay tôi 53 tuổi, tôi làm nghề xây dựng tại Sài Gòn. Tôi nói tôi thích coi chương trình của cô. Tôi thấy tôi làm nghề xây dựng cho nên tôi biết tất cả những tên cán bộ bây giờ, thằng nào thằng nấy đều có biệt thự nhà lầu, không biết tiền ở đâu. Người dân khổ thì cứ việc khổ. Chị ơi chị, em vay tiền mua xe ở ngân hàng, mỗi tháng em đóng 1.900.000, khi em đóng trễ thì nó phạt em 200.000. À, mai mốt nó phạt em 1.000.000 luôn. Chế độ bảo quyền mà. Còn ngân hàng Thịnh Vượng thì nó phạt 300.000. Trời ơi, một tháng trời đóng tiền có 1.900.000, mà bây giờ đóng ấy thì nó phạt em là đúng rồi. Em đi mua xe đi, trong tương lai nó lên đi cho em biết nha. Lisa nhận được một cái tin, tức là Đảng Cộng sản bây giờ nó đang chú trọng tới đại gia và đại du ở tại Việt Nam. Những thằng đại gia ở tại Việt Nam, tụi bay có của cải, tụi bay không tìm cách để liên lạc với Lisa hoặc liên lạc với người thân của tụi bay để mà đem của cải qua bên Mỹ hoặc qua các nước khác, thì tụi bay coi chừng thằng Trọng Lũ nó vặt lông tụi bay không còn một sợi.
ở trong quốc hội và ở trong bộ chính trị đã họp kín và cái tin đã đưa cho Lisa. Sau khi thằng Trọng Lũ thanh trừng tất cả phe cánh của miền Nam, đặc biệt những người đại gia nào có biệt thự ở tại miền Nam, ở trong từ Sài Gòn, từ Huế trở vào, phải tìm cách tịch thu, lấy cái cớ là cán bộ bị tha hóa, là cũng bởi những cái thằng đại gia này đã làm hỏng đi cái nguồn máy cán bộ, cho nên nó đã để cho những người cán bộ cấp giấy phép cho nó làm ăn, bởi nó mới có tài sản này. Cho nên tài sản này là tài sản bất chính, cho nên sẽ điều tra những cái giấy phép nào mà những cái công ty nào, những cái xí nghiệp nào mà làm ăn ở tại Việt Nam, tụi bay không nghe lời của Lisa thì tụi bay coi chừng tụi bay tiêu không còn một đồng xu. Tao báo cho tụi bay một cái tin như vậy. Nó nói là cái hệ thống mà cán bộ mà bây giờ bị tha quá, bị đi vào tù là do đại gia, vấn đề là kêu bằng làm cho hư hỏng, tức là đưa tiền hối lộ để lấy những cái bằng, để mà vấn đề là lấy những cái giấy phép để mà kinh doanh bất chính. Cho nên thằng đại gia nào ở Việt Nam mà nhà lầu xe hơi hoặc là thằng cường đô la, mày chuẩn bị tinh thần. Mày chuẩn bị tinh thần đi. Tất cả những cái lũ đại gia ở tại Việt Nam của tụi bay đừng có nghĩ rằng tụi bay với thằng mấy thằng đó vô tù rồi tụi bay có tài sản ở tại Việt Nam. Tụi bay sống trong một chế độ bạo quyền là tụi bay cẩn thận để không ấy giống như thằng Kiên đầu bạc. Tụi bay thấy không? Tất cả những thằng ở Việt Nam không kịp trở tay là nó đã đi trước hết trơn rồi. Những người khôn ngoan thiên hạ thủ vi cường đã đưa con cái qua đây đem tài sản qua bên đây. Bây giờ nó đang quả lên những thằng đại gia ở tại Việt Nam. Tụi bay chuẩn bị tinh thần. Nha! Yeah. Tao báo cho tụi bay cái tin như vậy. Còn thằng nào mà ăn rùa cùng rùa mà bưng bô cho đảng đỉ thì không nghe lời nói của tao, thì cứ việc làm ăn rồi đảng nó tới, nó lấy tiền của tụi bay, nó nắm đầu tụi bay. Lúc đó đừng có năn nỉ tao, đừng có cười tao cũ. Nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, hôm nay em sẽ cho chị những cái tin mật từ trong nội bộ của đảng đỉ cộng sản, rất là mạnh và quan rộng lắm chị ơi. Đặc biệt ngày hôm nay là người ta gửi cho Lisa một cái tin nói về kinh tế ở tại Việt Nam. Thằng Trọng Lũ đang chuẩn bị xoáy vào những thằng đại gia, những cơ sở làm ăn trào của thằng Ba Dũng. Cho nên những thằng nào mà làm ăn trào của Ba Dũng hoặc là trào của Trịnh Xuân Thanh, đặc biệt ở tại Hậu Giang, Cần Thơ và ở tại thành phố Hồ Chí Minh, hãy chuẩn bị tinh thần. Nếu tụi bay mua nhà hoặc là tụi bay sắm xe hoặc tụi bay có tiền, tụi bay rủng rảnh là đại gia, thì coi chừng tụi bay sẽ trở thành đại ngu. Tụi bay sẽ vào tù và tịch thu toàn bộ tài sản của tụi bay. Tụi bay coi cái gương của Hà Văn Thắm bây giờ chung thân đi, bao nhiêu ngàn tỷ đồng tụi bay bằng nó không? Cho nên tụi bay không lo chạy, không lo tìm đường, mà để ấy là tụi bay coi chừng. Nha, nha. Chị Lisa ơi, em báo cho chị một cái mật tin trong nội bộ của đảng đi. Vào chiều ngày hôm qua, tức là ngày 21 tây tháng 9 2017, Trung ương đảng đã ra lệnh cho tung ra 600.000 tỷ đồng tiền của thằng già hồ, tức là tương đương 26 tỷ đô la để mà cứu nguy nền kinh tế đã chuẩn bị đi đến bến bờ phá sản. Thằng Trọng Lũ và những người trong bộ chính trị đã bàn cách để mà phải tịch thu tài sản của những đại gia doanh nghiệp ở tại Việt Nam làm ăn trong thời gian qua, tức là phải rà soát lại xem những cái doanh nghiệp, những người đại gia nhà cửa nào mà đã làm ăn dưới trào của Nguyễn Tấn Dũng, để xem coi giấy phép như thế nào và hãy diện vào cớ để tìm ra tội phạm là đã đưa hối lộ làm cho tha hóa hư hỏng bộ máy, guồng máy của đảng, của đảng viên cán bộ, thì đương nhiên sẽ tịch thu tài sản đó chị ơi. Để cứu thị trường bất động sản và ngân hàng ở tại Việt Nam, cho nên số tiền này được nhà máy in tiền của đảng cộng sản đã in ra rồi chuyển vào ngân hàng để tạo nguồn vốn cho vay và bổ sung thêm tiền cho các ngân hàng, mà vốn vay này chỉ dồn vào bất động sản và thị trường chứng khoán mà thôi, chứ không tới tay của người dân. Hơn 70% số tiền sẽ dùng để cho vay đầu tư bất động sản và mua nhà đất,
còn 30% tiền kia thì sẽ cho vay đầu tư chứng khoán. Mục đích của Đảng Cộng sản khi tung tiền ra 600 tỷ đồng là để đẩy tăng trưởng kinh tế lên 6.8%, đẩy sàn chứng khoán lên 1.000 điểm và cứu thị trường bất động sản ở tại Việt Nam. Vì tiền đã tung ra nên lạm phát sắp tới sẽ tăng rất là kinh khủng, chỉ báo cho các thương gia và các tiểu thương, trung thương và đại gia ở tại Việt Nam biết. Giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng chóng mặt từ đây cho tới cuối năm nay. Còn tiền của thằng già hồ khốn nạn súc vật thì sẽ liên tục mất giá cho tới lúc không còn giá trị nữa. Thì lúc này người dân không nên giữ tiền hồ vì sẽ bị mất giá liên tục, mà phải đem 50% số tiền mua vàng thật và 50% còn lại hãy mua đô la. 600 tỷ tiền vàng mã nó đã bơm vào trong ngân hàng của đảng đĩ để cứu nguy về vấn đề là bất động sản. Các bạn nên nhớ kỹ, tiền ở Việt Nam tụi bay đầu bò, tụi bay in ra mà không có bảo chứng, ào ạt tiền ra như vậy thì đồng tiền tụi bay mất giá. Nếu mà cứu không nguy được thì coi chừng hạt tính kinh tế nó sẽ đổi tiền. Vậy thôi. Chị Lisa, ngoài việc in tiền 600 tỷ đồng, Đảng Cộng sản còn chuẩn bị cướp hơn 500 tấn vàng ở trong người dân Việt Nam. Đảng Cộng sản đang họp liên tiếp phải tìm ra sách lược để sắp dựng lên sở giao dịch hàng vàng để cho dân ngu tới đó bán vàng, gửi vàng, đổi vàng, rồi Đảng Cộng sản sẽ đem bán luôn cả vàng giả SJC để lừa gạt tiền của người dân. Nghĩa là dân mua thì Đảng Cộng sản đem vàng giả SJC đóng mạc hiệu của đảng đĩ ra để bán. Dân đổi vàng thiệt để lấy vàng SJC thì cũng lấy vàng giả của Đảng Cộng sản. Dân bán vàng thiệt thì Đảng Cộng sản lấy vàng thật rồi đưa tiền giả, tiền vàng mã cho người dân. Dân gửi vàng thì Đảng Cộng sản sẽ cho vàng bốc hơi như tiền ở trong ngân hàng. Như vậy thì bao nhiêu vàng của dân sẽ bị sở giao dịch vàng của Đảng Cộng sản cướp hết bằng một cách êm thấm, nhẹ nhàng, bí mật. Tới lúc người dân phát hiện ra thì Đảng Cộng sản chỉ việc cho đóng cửa sở giao dịch vàng là xong, và diễn cớ vàng có vấn đề, người dân không thể đòi lại vàng được và phải chấp nhận mất trắng tay. 500 tấn vàng đã được đánh thức, tài chất ngân hàng đã được đánh thức sau khi 600 tỷ đồng tiền vàng mã của đảng đĩ đã được in ra và bơm vào ngân hàng. Rồi người dân nó vự giữ đô la, người dân nó giữ tiền già hồ hoặc nó không giữ tiền già hồ, thì tụi bay cứ lên hàng hóa lên cho tao, đánh vào bao tử của người dân. Người dân đâu có chịu đổi, cho nên người dân phải bán vàng ra hoặc là đem tiền ra để mà mua thức ăn, thì bắt đầu là kể như nó sẽ cướp sạch. Chị biết không, trong bộ chánh trị nó rất là cay cú chị và những người live stream. Bởi vì chị kêu gọi kiều hối không có gửi tiền về, cho nên lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 chỉ có 3 tỷ đô la thôi chị ơi. Trong khi mỗi năm là 9 tỷ đô la, bây giờ nó giảm ghê gớm như vậy đó. Trong khi nợ thì ngập đầu, mà tiền đô la của Việt Kiều, nghe lời của chị không ai gửi tiền về, gửi về chỉ có 3 tỷ thôi. Cho nên Đảng Cộng sản thiếu hụt đô la trầm trọng, số tiền kiều hối gửi về chỉ có nhỏ giọt như là cà phê, chỉ có 3 tỷ không đủ cho Đảng Cộng sản trả nợ, vì phải trả nợ tới 15 tỷ đô la cho một năm nay đó chị à. Tất cả những người thân kiều bào cũng không cần phải giao dịch hoặc là gửi tiền về cho người thân của mình. Có về Việt Nam chơi hãy cầm tiền về để cho người dân ở tại Việt Nam, cho thân nhân của mình. Và người dân ở tại Việt Nam thì cũng phải nên chuẩn bị để mà thủ lấy đô la, đừng có ăn xài.
Nắm đô la thật chặt, giữ đô la thật lâu, đỡ nhất giấu đô la thật sâu, để không có cho đảng địa nó lấy. Nha, cái bài hát đó đó. Cái bài hát mà nắm đô la thật chặt, giữ đô la thật lâu, giấu đô la thật sâu, giấu cho Lisa, đừng có đem ra. Nha, đó. Nhất định là không đem ra bạn. Và số tiền này cũng không đủ để nhập xăng dầu và hàng hóa thiết yếu. Cho nên vì vậy Việt Kiều phải cố gắng ngưng gửi tiền, ngưng du lịch, ngưng giao dịch đối với đảng địa Cộng sản Việt Nam, để mà cùng chung với lòng dân để mà cho đảng Cộng sản phá sản. Một khi đảng Cộng sản không có tiền thì nó sẽ bắt đầu cướp. Mà khi nó cướp thì toàn dân sẽ đứng lên. Tất cả những người Việt Kiều ngưng du lịch Việt Nam và không đóng tiền cho các quỹ từ thiện hay là hội đoàn nào hết, để cắt đứt nguồn tiền của đảng địa Cộng sản. Khi đó thì đảng Cộng sản sẽ sập kinh tế và sập chế độ vì không còn ngoại tệ. Đúng vậy. 3 tỷ đô la kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh trong 8 tháng là một điều chưa từng có từ trước tới nay. Vì ngân sách hết tiền và nợ thì quá lớn, cho nên Nguyễn Xuân Phúc phải nhờ World Bank kiếm nguồn viện trợ không hoàn lại. Tức là phải làm sao nói với World Bank là phải cho đảng địa Cộng sản mượn tiền nhưng mà không có hoàn lại, là tiền viện trợ cho không đó chị. Trời ơi, ai cũng cười hết trơn. Chị ơi, là chị mẹ nó, cái lũ trong rừng. Người ta kêu tụi bay thả các nhà đấu tranh ở trong nước, tụi bay cứng cửa, tụi bay không thả. Tụi bay đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, rồi bây giờ đi qua bắt đầu là tìm nhà băng, là giống như ông nội người ta mới. Các bạn thấy cái lũ cộng sản là nó ngục như vậy. Thằng qua băng chứ gặp ta tao giả vô băng mặt thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một bọt ta, mày chết mẹ mà chết đó, mày qua đây mày kêu mày ông nội tao à hả? Cái lũ đầu bò tụi bay, tao chết mẹ tụi bay đi. Chị ơi chị, trời ơi, nó đăng tờ báo lên ai cũng cười sặc sụa hết. Nhà World Bank thì người ta tưởng sao thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nó bị khùng chị ơi. Chắc nó lo sợ tài sản của nó ở bên Mỹ bị tịch thu, cho nên nó phát ngôn nó bị khùng thiệt chị ơi. Thở này nay World Bank người ta cho vay những cái nước lạc hậu, Việt Nam đã cho vay rồi, bây giờ hết thời hạn đó rồi, người ta tính tiền lời. Thì bây giờ nó qua nó kêu người ta nó tìm cái nguồn vốn để mà cho không chị ơi. Không có nước nào chịu cho không hết. Cho nên đảng Cộng sản vẫn ngồi đó quê một cục, vẫn chưa kiếm được tiền viện trợ mà còn bị chửi là một lũ bị tâm thần, lũ ngu si. Nhất là thằng Nguyễn Xuân Phúc chị ơi, thằng tổng lũ nó cười sặc sụa bởi vì nó xúi thằng Nguyễn Xuân Phúc ăn cứt gà đi lên phát ngôn những câu nói mà ngu còn hơn con nít 3 tuổi. Ngân sách sẽ tiếp tục cạn kiệt và kinh tế tiếp tục sẽ bị sụp đổ. Tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu của thằng Nguyễn Xuân Phúc, tức là phát niệm chị ơi. Người dân nên tiết kiệm tối đa, phải bớt ăn xài để cho đảng địa Cộng sản mau mau sụp đổ nền kinh tế. Thủ tướng Phúc Hối nói tiếp tổng giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới World Bank tại Việt Nam rốt cuộc là bị người ta chửi cho một thằng bị tâm thần. Thở đến nay đi gặp người ta rồi kêu người ta vấn đề là tìm cái nguồn viện trợ là cho không. Thế đó. Đem mấy cái đứa mà nó ăn đồ độc của thằng Tàu đi qua bên Mỹ kiện chất độc da cam. Rốt cuộc rồi bây giờ bị bể mẹ nó rồi, người ta không thường đồng bạc nó trơn rồi. Thì bây giờ đem mấy cái đứa bé này nè, bắt đầu là đem lên để cho ngân hàng thế giới nó nhìn nó cảm động. Trời ơi, tao nói nó nhục lắm các bạn ơi. Nó tưởng sao Mỹ bên đây á, đại cường quốc của Lisa là chuyện bở biết không. Nó đem mấy cái đứa sanh năm 2000, rồi đem mấy cái đứa mà mình nó ăn đồ độc của thằng Tàu, nó bị lên như là vẫy cá. Cái nó đưa lên chiếc máy bay, nó cưng lắm, nó giả bộ. Nó đưa mấy cái con ngựa mà dẹm cá như là con đĩ Thái Ngọc Nhiên vậy đó. Cái bà đặt lên giả bộ đút cơm, nó kêu qua Mỹ ẩm đi vô trong tòa án. Bắt đầu vô tòa án, cái tòa án nó nói mày kiện Mỹ phải không? Mày kiện chất độc dioxin phải không? Thì để tao thí nghiệm. Cái nó rút máu ra, nó thí nghiệm xong xuôi, cái bắt đầu một người bác sĩ nó lên nó tuyên bố là máu này không phải do chất độc dioxin, mà máu này là do chất độc ăn đồ độc thực phẩm mà không biết ở tại Việt Nam. Chết mẹ rồi, bị bể mẹ nó ra rồi. Cho nên cái vụ kiện này Mỹ nó không có trách nhiệm, bởi vì chất độc dioxin thả xuống chỉ có công hiệu trong vòng một tháng trời là cây nó rụng lá.
Bởi vì các bạn biết chất độc mà dioxin, tức là làm cho rụng lá cây, để mà Hoa Kỳ chạy máy bay ở trên để nhìn những cái thằng bộ đội già hồ, nó đội nóng cối, nó đi dép râu để mà bỏ bơm cho chất đĩ mẹ nó chống gì trơn á. Bởi vì các bạn thấy đó, nó đi vô trong rừng đó, cây không à, rồi nó cắm ở trên lưng của nó, cho nên Hoa Kỳ phải rải cái chất đó xuống để rụng mẹ nó lá cây, để mà tìm ra những thằng đầu bò đảng đĩ nó giết nó chống gì trơn á. Rồi bắt đầu là kêu bằng giết xong rồi, qua cái thời kỳ đó rồi, một tháng sau thì bắt đầu là không còn cái chất độc đó nữa, thì lá cây nó đâm chồi lên, nó mọc lại. Cho nên ở bên tòa án người ta nói, nếu mày nói chất độc dioxin nó như vậy thì tất cả cây ở Việt Nam nó chết mẹ hết rồi. Nhưng mà giờ cây ở Việt Nam mày coi nó xum xuê đi nè, cái phái đoàn của cộng sản nó sợ về bị Trọng Lú đập đầu nó. Nó trời chết mẹ rồi, công tình mẹ đưa nó đi như vậy. Bây giờ thôi giờ anh nhân đạo anh cho tiền đi. Mày nói không, tao không cho tiền. Tao cho nhưng mà mày đưa những người này về đi, tao đến đích thân từ gia đình tao cho. Cái đó đến từ nhà gia đình á. Nó hỏi mày mai mốt mà Mỹ nó có gửi tiền được bây giờ là phải đưa cho tôi nha không? Tại vì công tôi chở con của bà đi qua bên Mỹ. Người ta lành lặn kìa mà tao còn chưa được đi Mỹ nữa. Con bà bệnh tật vậy tao đưa đi Mỹ còn muốn gì nữa. Trời ơi chị nghe kể, sau khi nó đưa con người ta qua bên đây cái bị thua tòa án rồi, cái lên máy bay nó nhéo con người ta vậy nè, mấy cái con đĩ mà vấn đề là kêu bằng nó là mẹ nó ra, vấn đề là kêu bằng dẹm cái của đảng đĩ cộng sản. Nó lúc đầu qua thì nó cưng chiều, nó tới về tới cái tôi giác bà ta chết mẹ, tao khói ăn quẻ cho á, giác ngang giác ngược con ta mất dạy vậy đó. Các bạn coi nó khốn nạn như vậy, đảng đĩ là nó như vậy đó, giác con người ta vậy, nó khốn nạn vậy đó. Tại vì mấy đứa nó bị tâm thần, nó xì lô mà. Là cái nói à am hấn rệt, con đói bụng coi ăn mẹ gì chút nó về nhà, về nhà má mày ăn. Mẹ mày ra đi qua mình bánh tưa kiểm chất độc dioxin, thằng Mỹ nó không trả đồng bạc nó cho lỗ tiền máy bay tụi bay nữa, ngồi đó ăn ăn mà tao ghét mà tao chết mẹ tao phải chết nó. Bắt đầu đem về con ta trả cho người ta há nhéo mình mày bầm tiếp cho trời, tao khóc tao vô tao nói với Lisa trời ác chứ mà ác dữ vậy chị, trời ơi đem con em bánh đâu mẹ đi thưa gửi Mỹ thưa chất độc dioxin để mà đem tiền, rồi bây giờ bị bể ra ăn đồ độc của thằng Tàu rồi, rốt cuộc rồi em có cho đi rồi mà lại khuyến khích kêu em đưa con của em đi, rốt cuộc là bây giờ về nhéo con em vậy nè. Trời ơi thằng nhỏ nó bị bệnh hoạn mà biết mẹ gì mà nhéo nó vậy đó. Chị Lisa ơi, vì tiền đô la tiết kiệm của dân đã cạn kiệt, cho nên đảng đĩ cộng sản gấp rút dụ người dân gửi thêm tiền vào. Việt Cộng nó đang dự tính tăng lãi suất tiền gửi vào lên thêm 25% nữa để dụ người dân và Việt Kiều gửi đô la vào ngân hàng. Rồi sau đó đảng đĩ cộng sản sẽ cho tài khoản đô la bốc hơi hoặc là chỉ trả lại bằng tiền già hồ mất giá. Như vậy thì người gửi tiền sẽ mất trắng tay hoặc bị lỗ nặng do lạm phát, chứ không có lời lớn gì cả. Lúc này ai có đô la thì cứ giữ trong nhà, đừng có tham nghe lời đảng đĩ nó chơi màn mãi võ Sơn Đông. Nó cho tiền lời lên cao 25%, rồi ai đem tiền đô vô gửi là coi chừng mất trắng tay. Gửi tiền vô ngân hàng của đảng đĩ cộng sản, ai gửi vô sẽ bị lỗ nặng hoặc là bị mất trắng hết tiền luôn nha chị. À, tiền tiết kiệm đô la trong dân không còn nhiều nữa, lấy mẹ trơn còn gì. Chị ơi, đảng đĩ cộng sản sợ không đủ đô la để thanh toán cuối năm, cho nên phải tăng cường vơ vét đô la ở trên thị trường từ lúc này. Nó nói rằng nhà người nào mà giữ đô la bắt được sẽ bị đi tù chung thân, và nó còn tuyên truyền hù dọa người dân là nó sẽ có một cái máy dù mà giấu tiền ở trên 3 tầng trời hoặc là dưới 4 lớp đất, nó cũng có cái máy đó để mà nó tìm ra được đô la nữa. Mẹ ăn gái mẹ mày Mỹ nó còn chưa có cái máy đó nữa, mẹ đảng đĩ mẹ đâu có cái máy mà người ta giấu đô la trên 3 tầng trời dưới 4 lớp đất mà mày tìm ra được mày cũng cái mẹ thôi. Tao giỡn mày chết mẹ vô thằng chó đẻ hả, khốn nạn cái mẹ mày, mày lừa mày hiếp người dân gì mày dữ vậy hả. Thằng Mỹ còn chưa có cái máy mà vấn đề là rà tiền mày giấu trên 3 tầng trời 4 lớp đất mà đâu đó, cái đăng điểm tụi bay có cái máy đó mà hù người dân. Cho nên các bạn cứ giấu cho Lisa, nó dụ như vậy đó, nó hù các bạn vậy đó đó. Bởi vì nó đem nhà tù ra nó dụ hết được, bởi vì nó đem cái này ra nó dụ các bạn, nó hù các bạn vậy đó, thấy không. Chị ơi, đảng đĩ liên tục thu mua đô la trong dân và các đại lý ngoại tệ để mà dự trữ đô la cho cuối năm. Đồng thời đảng đĩ tìm mọi cách để không bán đô la ra cho người dân xài và làm cho dân không thể mua được đô la. Tình hình cuối năm nay sẽ rất là căng thẳng bởi vì thiếu đô la trầm trọng, lạm phát tăng cao. Cho nên chị thông báo cho toàn bộ dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam phải giữ đô la khư khư, phải nắm đô la thật chặt,
phải giữ đô la thật lâu, phải giấu đô la thật sâu, nó không có máy quần què gì đâu mà nó khám nha chị, chứ đừng giữ tiền già hồ. Ai có tiền thì không nên bán đô la ra vì sẽ bị lỗ do tiền thằng già hồ bị mất giá. Mẹ nó ra, tôi nghe mấy cái tờ báo mà của cộng sản đó là tôi là Lisa ghét rồi đó. Các bạn coi bên Mỹ đó, giữ đô la có cái máy nào mà vô mà nó tìm được đô la không, làm như máy gà vàng vậy. Vô bà đặt mẹ nó hù dọa Việt Nam á, mày giấu đô la trong nhà mày á, trên 3 tầng trời dưới 4 lớp đất cũng có một cái loại máy mà vô cái là nó nhìn nó thấy được đô la nằm đâu liền, cho nên thấy được á là phải nắm đầu vô trong tù để ở tù chung thân. Các bạn thấy khốn nạn không? Tao để đô la vô ngay chân chỗ Bác Hồ của tao á, tao đi ra ngoài đường bà nội tao bay tìm không ra nó. Mày kêu nhà ngoại cảm tìm còn không biết tao để đô la ở đâu nữa, hoặc là tao để đô la trong cái áo vú của tao thôi tao bay cũng không biết nữa, chứ mày đặt giả bộ mày đặt đô la để dưới ba lớp đất 4 tầng trời tao bay tìm ra. Chị Lisa ơi, chị hết giờ rồi, chị yêu ơi, chị yêu, chị yêu ơi, chị lên cái nick của bé Đậu Phụ gần hơn hôm qua 30.000 người, gần hơn 30 mấy ngàn người, gần cả 100.000 người theo dõi chị, công nhận tiếng nói chị lợi hại, làm cho đảng đĩ cay cút vô cùng. Bữa nay nó biết. Đã hết. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.